Cái gì anh Phản không biết ăn anh em ạ. Ê. Đây, anh em to cái này vào. Chấm mù tạt Ai, phải có con này. à? Đâu 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 đâu. Phản Phản ơi, gì anh anh cho Phản đánh đây này? đi. Ăn Đấy. chai Bắt con sống đâu anh chấm Phản, mù bắt tạt. con đâu? Bắt con Hai bát cơ mà. không không khó, không có mang đâu. Tiếp thì mày mết đây nữa. Không thấy cả thiếu không thấy đâu chú anh ạ. Đá cái này mà. Đấy. Phản Tạt này. Thử xem nguyên con nhá anh em nhá. đây anh em ạ, à, cho chanh vào được không? Thử muốn mì á. Đấy, bây giờ ăn cả con này anh em nhá. À. Quá người đúng không? Mua tao đây không? Ôi, chào tất Đâu cả các anh xuống, em nhá. chào tất cả anh em nhá. Chào tất Đây. cả anh em. Đây con hào ở dân mình, không phải hào biển đâu, này Hầu hào hầu ao. ao đâu. Mấy Rồi xưa anh em, mấy 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 chết. hôm nay anh Phản bảo ăn 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 sống bảo ngon quá thì mình ăn thử cùng anh Phản xem nào. Nhưng mình ăn sống. Đây, gọi cho anh em này, hào con to chưa? Đấy. To mới xương, mới đủ hầm mỏ mình à. Ơi anh em ạ, đâu thử mới mì thử xem nào. Ui. Này Sao thì run thế? đùn gì ơi, mời tất cả anh em nhá, chú thử mới mì đã. Ô mình quên lá phát ban mình nhỉ, phản nhỉ. Ơi chẩm chéo anh em ạ, cho mù tạt một tí đi. Đâu mù tạt đâu? Đây đây đây. Ơi cứ Đây thử đây. mì này đã. Ơi mời tất cả anh em nhá. Ôi dồi ôi. Lần đầu tiên à chú anh? Giòn phân dư đấy. Đây anh em này, ăn được và anh Phản ạ. Được mà. Cái này anh biết ăn rồi đấy nhở. Cái gì anh Phản không biết ăn anh em ạ. Như anh Phản này thì thả vào rừng thì thoải mái luôn nhở. Không sợ chết đâu, cái gì cũng ăn hết. Thả vào Thả vào rừng rừng. thì đây anh em ạ. Wow. Đâu làm hết nguyên con á anh Phản ạ, Sướng mà. quá ngợi luôn. Rồi Ê, đây này. Kiểu này mới sướng này. Ê. ok. Kiểu mình đâu nhỉ? Không mang thì hay sao ấy? Có mà. Được không anh Phải? Đấy. Cho cái này vào. Đấy. Ớt vào. Cho sướng. Đấy. Có Đạm một mà. lọ thôi. Thì có mà mang về mà. Anh Tản. Không không thấy đâu. Đấy, cho ít chanh vào. Anh em ạ. Nó mới ngợi. Đấy. Đây. Anh em to cái này vào. Chấm mù tạt Đấy. Đấy. Phải có con này. Đâu 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 đâu. Phản Hàng ơi gì anh anh cho Phản đánh đây này? đi. Ăn Đấy. ăn chay Bắt con sống đâu anh chấm Phản, mù bắt tạt. con đâu? Bắt Hai con bát cơ mà. không không khó, không có mang đâu. Tiếp thì mày mết đây nữa. Không thấy cả thiếu không thấy đâu chú anh ạ. Đá cái này mà. Đấy. Tạt này. Thử xem nguyên con nhá anh em nhá. Đây anh em ạ, à, cho chanh vào. Người không? Thử muốn mì á. Đấy, bây giờ ăn cả con này anh em nhá. À. Quá người đúng không? Mua tạt đây không? Lên ác mà tạt lên mà. Đẹp Ôi, nhìn nhìn anh trai Phản buồn cười đấy. phết nhở. Ôi em cầm máy rú hết cả máy rồi anh Phản ơi. Kiểu này chết rồi anh em ạ. Sao nó thế nào? Ôi, ôi, ôi. Đúng như là số gà thuốc lào ấy. Nào 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 đi tiểu đi. Ôi À, mời anh em nhá. trời. À,
chảy cái nước mắt. Càng lấy đúng không? Rồi, chế đưa thần thánh đó. Chảy cái nước mắt anh em ạ. Ôi rồi. Mù tạt càng lấy. Đây anh em này mù tạt này. Ý. Mắt nhắm mắt mở luôn ý. Phải kiểu đấy nó mới xuống. Nó xúc mà. Để nó thông mạnh máu não. Muối 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 muối. Để thông mạnh máu não ấy. Rồi ok. Ê, nước mắt cũng rơi. Đấy, có cả mù tạt luôn đấy. Anh Phan ạ. Thôi ok. Thôi đến đây, anh Phan ơi. Làm việc đây. Đây này, hầm mỏ mình to phải xúc. Đấy. Chứ anh em đó. Người không? Ô, Phan này cũng nhắm mắt nữa rồi. Mù tạt mà. Có cả mù tạt mà. Càng đám anh bạn ạ. Người không anh bạn người không? Có béo người không? Ốc ác anh em ạ. Sốc mù tạt. Người này không mù tạt ác lắm. Ái da. Ý. Chà. Nên ác à? Anh bạn. Càng ác em ạ. Quay ạ. Chảy hết nước mắt nước muối đúng không? Chảy hết cả mồ hôi mồ kê à? Ôi rồi, ôi ăn như này. Làm rụa xuống cho anh em. Ôi trời ơi. Ôi rau cỏ cho vào sau thôi nhỉ. Thế thôi. Ôi, chống nước thần thánh ăn. Ôi, như thế này chống ngập ngập xuống cho. Như em mới luôn. Ờ, ngập ngập như em mới này. Mời tất cả anh em nhá. Ok. Cho chanh vào. Cho mạnh vào một tạt đi cho nó sướng. Đấy. Bóp nguyên một tạt vào à? Sốc các bạn ạ. Sốc mà. Đấy. Quên nước kia về nhỉ. Đấy, cho cái này vào. Cái này chìa cái này này. Đi. Nghe mà. Ăn ngon đấy. Đấy. Yeah. Anh em mình không có hào viển thì anh em mình là hào ao thôi đúng không? Ôi rồi hào ao quá chết đấy. Hào viển không bằng cái hào này đâu. Anh em à. Để cho sốc lên là muối tí ra cho nó được anh ạ. Này em anh em mời anh em nhá. Đấy. Thế nó mới sướng chứ anh bạn. Một đỏ luôn. Quá là ok đúng không? Lên không? À, lên sướng ác anh em ạ. Lên sướng. Lên ừ lên nó tỉnh mà. Ăn một tát cũng sướng. Quá sướng anh em ạ. À. Đúng là ăn hầu ao mình ngọt. Ngọt nước đúng không? Hào biển nó ăn kiểu mặn mặn đấy. Mình ăn cái hầu ao ngọt ngọt. Ngọt ngọt. Bùi bùi đúng không? Không để mà ngon cũng không ngon mới. Chẳng qua anh em mình không có biển thì anh em bắt đầu ăn thôi đúng không? Ăn cái này thôi. Rồi, chặt ra này cho được cái này nhá. Chặt đi. Ý. Ngâm nước thần thánh anh em ạ. Ý. Cho chanh mà bắt chanh ok cho chanh cho cái này vào đi đồ. Lên đây rượu lên đấy anh bạn lên rượu thoải mái đi mà năm tám bắn mà rượu cầm này một tạt thì em cũng chưa thử bao giờ luôn ý không biết mùi vị thế nào luôn tí cho thử đi ờ tí chắc phải thử luôn rồi một tạt ăn tốt này anh em này ấy. Ăn chất tanh rồi không phải ăn một tạt anh bạn ạ kiểu anh em là không quen ăn thì nó bảo không ăn được mình quen đấy ở nhà nếu mà một mình anh cũng ở nhà cũng thế thôi là thôi mình thì ăn như thế này thôi nó mới chót
Ôi miếng to lắm, sướng anh bạn ạ. Rồi. To là sướng anh bạn ạ. To là sướng mà. To sướng. Đấy. Ở nhà ấy bảo ao này, đánh cá được cá, làm cá gọi á. Anh thì chấm mùi tạt ăn rồi. Đến ác anh em ạ. Lên nó sướng. Anh bọn anh bản chế cái món này ngon đấy. Sướng mà. À, nào. Cạch nhau đi nhỉ. Lên em nó. Ô, người ta căng đấy. Sướng nhỉ. Ăn thế này nó mới sướng. Không phải nè. Mới đủ ấm mỏ. Đấy. Đậu cỏ vào. Đấy. Ăn như thế này mà. Xem đây. Các bạn ơi. Đến rồi. Nâng chơi cả nguyên con này ngâm mà nước à. Thánh là thánh. Đi. Máy gì mới sướng. Ui dồi béo mực. Đi. Nghe bạn. Xúc. Ai. Nhìn anh bạn húp sướng lắm ý. Quá ngợi đúng không anh bạn? Ờ. Ui đây, con này này, căng treo, treo luôn đây này. Anh em mình thì ở vùng quê này là cái gì cũng ăn sống được hết. Không biết là các bác thì nhìn thấy anh em mình ăn thế này, anh em có dám ăn cùng anh em mình không? Cắt thấy to nhỉ, cái vỏ của nó. Quá ngợi, ngợi. Em nó quá ngợi. Trắng tinh nhờ, thịt của nó. Ăn tơ thế này xuống, đúng không? Đâu, anh Pản đâu, đi đi. Đến chứ. Tầm này thì... Phải đến mạnh chứ. Tầm này so với anh em mình chứ chẳng ra gì đâu, đúng không anh Pản của nhà đâu? Đúng rồi. Đấy, cho các loại rác rưởi cho vào hết. Dấu cho anh em, quá là ngợi. Tầm đấy thì đúng không? Giòn. Giòn à. Ui. Đấy. Ăn con nào phải nguyên con đấy mới sướng cho anh. Đấy. Nó mới ok đúng không? Đấy. Mới đủ hầm mỏ. Ôi. Nó có cái chân của nó dính dính cái ấy của nó. Ý anh ạ. Nhìn chưa? Đấy, làm rồi luôn. Cho một tạp rồi. Nào. Ăn đi, anh em ạ. Cho em một tạp bảo đấy. Em mà xuống. Tay xuống rồi. Quá là tuyệt vời luôn. Ôi trà. Quá ngợi. Đấy. Chẳng chéo đổ vào nữa. Ôi dồi xuống lắm cho anh ạ. Đấy. Đây. Quá là ok. Điểm này mới sướng này. Lúc bài bảng của nó đấy anh bạn ạ. Ý. Ăn cái này nó đúng vị của nó. Mới là đúng cậu vị ăn ăn hầu ao của mình. Chứ ăn em nó. Để đây các cơn đây. Lên dưới không? Có ít thế kia thì. Ăn thua gì? Anh phản phê thôi. Được chưa? Ông nhà mắt ra đi. Ác quá anh em ạ.
chưa? Nếu mà không ăn mùi tạt thì nó không không lạ lạ ấy. Ông ăn cái này phải có mùi tạt mà. Nhưng mà chú thì cho cái này vào sợ ít thôi. Không lên được. Sốt ác. Bạn ạ. Cho nhiều. Béo nó ăn. Đúng rồi. Đúng rồi bạn. Đúng rồi. Ý, ăn con nào phải mổ ra con đấy xuống. Ý. Ây da. Ủa cay xuống thế. Cay ác nhỉ. Ôi. Ấy, sạch sẽ cho. Anh Bản thỉnh thoảng đi ao thì bắt được con này cũng hay ăn sống như này à? Ăn sống thôi. Không bao giờ để ăn chín bao giờ đâu. Chắc anh thì lúc nào cũng ăn sống như thế này, chắc là anh không lấy củi nhỉ? Nhà chắc không có củi đâu đúng không? Phải để cho vợ con nấu thôi, mình thì quen rồi. Tưởng là ăn cái gì cũng ăn sống hết thì tưởng là nhà vợ không có củi cũng ăn. Mình không ăn quen ăn sống mà còn vợ con ấy chứ. À đấy à? Tưởng là không lấy củi, không nhà không có bếp. Có cái gì có, toàn ăn sống hết đi. Có vẫn có thôi, hồi vợ con ăn được cùng thì không bao giờ nấu rồi. Dạ. Ấy, nhà mình cũng làm một lò như cho anh Tàn. Ý. Ấy, chan. Anh em ạ, à, chan pia ăn. Ây da. Ý, đúng chưa? Ây, ok cho anh em. Sợ gì tầm anh Tàn thì con nít, đúng không? Ý. Ngợi. Nhạ. Chị anh em nó. Béo quá. Quá ok đúng không? Quá ngọt. Ngọt nước mới phải ngọt. Con này để mà nói ngọt nước nhỉ. Nhiều nước phết con này. Nếu mà anh ăn hầu biển ngoài thì không ngọt bằng con này đâu. À đấy à? Anh ăn rồi, em ăn rồi. Nếu mà ăn hầu ngoài thì ăn hầu biển ấy là ngày xưa cũng đi làm biển thật hoàn là ăn thì anh ăn được khoảng là tầm chục con thôi mà ăn con này anh ngoài được khoảng tầm 2-30 con. À. Đấy. Nó ngọt. Thế là ok đấy, biết ăn đấy. Anh Bản biết ăn biết chơi đấy nhờ. Cái gì cũng phải thưởng thức tí chứ. May là anh em mình là cọc chèo nhau nhỉ. Cái gì anh em cũng chơi được hết. Mỗi tội là anh Bản là không nhà là không có bếp. Đấy, toàn ăn sống, mình thua. Chú cứ nói thế. Mình chỉ thua mới anh Bản, nhà anh Bản không có bếp anh em ạ. Toàn là ăn đồ sống. Thế là mình thua ở đây thôi. Ê. Như chú anh bảo đấy, thả anh Bản vào trong rừng thì thả anh Bản vào rừng không cần không cần cơm hay lửa gì đâu, sống ở trong mỗi rừng là tốt một con dao thôi đúng không? Ê ôi, sống được ngay mà. May anh em mà mình có mà anh em cọc chèo với nhau, cái gì anh em cũng chẳng ăn được. Bây giờ gặp anh Bản thì mình phải tắt điện anh em ạ. À. nhà không cần bếp mà anh em. Làm gì cần bếp? Muốn ăn thịt thì chỉ cần mua ở ngoài chợ về đến nhà là hết luôn. Thế thôi. Nhiều cái nói quá ấy, đỡ phải mang về ăn ở quán luôn đúng không? Thế thôi. Cho nhanh mà. Thôi anh em ạ. Ok. Ôi đây đây bạn ơi. Đấy, xuống ra. Ôi đấy, úi dồi ôi. Nhúng ăn à? Nhúng. Nào, anh em lên đi. Ai à. Ok đấy. Ai chà. Thêm mùi tạt và số ác. Nhưng có mùi tạt mới ngon bạn ạ. Chỗ này có mùi tạt mới ngon mà. Ồ, đến đây bạn ơi. Đấy, con của anh đấy. Đến đây. Chơi phải chơi lọ to thế này anh em ạ. Nó chất. Không chơi lọ to nó không bảo là không bừa hàm mỏ ấy. Đúng rồi. Đấy.
đúng rồi, xuống đấy, xuống mà ăn là xuống mà. Nghe không? Ok các bạn, quá hương. Đây. Ôi dồi, quá ngon. Đây ạ. À. Đấy. Béo hơi nhờ. Con này nếu mà mình luộc đi nó không béo. Ừ. Không ngọt. Con nhà. Ừ. Thành năm cân hầu ao mà bây giờ anh em chiến hết rồi mọi người, còn quá là tuyệt vời luôn anh em ạ. Em bỏ bên anh Pản ăn sướng, con này ăn sống là ngon thật đấy. Nhìn ngon mà. Nhìn anh Pản với chú anh ăn mình cũng rất là thèm luôn đấy mọi người. Ở đây anh Pản, anh Thành ơi, vào làm một hai con đi rồi. Ok, cắt cơn đi, ngon sướng. Rồi video của anh em mình tắt máy quá đây đi nhờ. Ok này, con này béo này, này béo ngợi xuống cho. Con này mới xuống đây này. Quá là ok này, con béo này này. Đấy. Quá là... Đi, lên đây anh Thắng ơi. Đi thôi. Bóc cho anh một con thử cho chú anh ơi. Ừ. Đây này anh ơi, bên này. Ờ rồi rồi. Này này. Đây thử đi. À, dùng cái nắp này luôn đi. Ờ đấy, dùng cái kia là làm thìa luôn. Đấy. Thử đi. Đó, thử miếng xem nào anh em ơi. Ai à, quá là tuyệt vời luôn. Thử hầu ao chấm mù tạt. chưa biết mùi vị của mù tạt thế nào luôn. Cái này chưa có đâu. Ơi, mình cho ít thôi. Mời tất cả mọi người. Thành cho tí nhá. Không biết là có quen không nhỉ? Cho ít thôi. Ít thôi. Không thì bỏ máy đấy. Bỏ máy. Ném máy xuống ao luôn à? Ném máy xuống ao đấy. Ôi ok. Ok chưa? Anh mày thì không được đâu. Ôi mời tất cả mọi người. Đến đấy. Tục ngày chưa quen ăn có gì đúng không? Cho ít mà nó có lên mà sao nó có kiểu mùi dầu hỏa ấy nhở? Mùi tạt mà kiểu đấy mà. Ui mùi xăng dầu phết anh bạn ơi. Như kiểu sắp cháy. Cái này cái mình còn mua, con mình còn mua cái nhẹ đấy, con này cao kìa, loại 25 kìa. Ăn xuống ác anh em ạ. Vừa ăn vừa nhớ nó ngay. Ủa ngon thật mọi người ạ. ăn hầu ao cũng ngon. Cơm nước con Tử Thánh quá tuyệt vời luôn. Ôi bây giờ mình chắc phải tắt máy ở đây rồi nhảy vào chiến của anh em thôi mọi người ạ. Anh em ạ, xuống cho. Ăn cho nó thoải mái luôn. Quá là ok luôn anh em ạ. Thôi video của anh em mình kết thúc ở đây thôi anh em ơi. Em cũng phải vào chiến của anh em thôi. Sắp hết rồi. Anh nhá, không thì... Ngon quá rồi bời. Ôi chào tất cả anh em. Chào tất cả anh em nhá. Chào tất cả anh em nhá, quá ngợi anh em ạ.